Xin chào mừng tất cả các bạn khán giả của kênh Cửa Tùng TV của mình. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn về con đường từ cầu Hiền Lương, đi theo dọc theo đôi bờ về từ cầu Hiền Lương về thị trấn Cửa Tùng nhé. Mình sẽ giới thiệu với các bạn là dọc cái đôi bờ Hiền Lương này, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi từ khu di tích đôi bờ. Chúng ta sẽ đi theo đường D của đôi bờ, chúng ta sẽ từ Hiền Lương về Cửa Tùng. Để các bạn theo dõi xem là cái con sông Hiền Lương này cũng như là cái đôi bờ này như thế nào, mà nó là lịch một trong những di tích lịch sử cấp quốc gia của Việt Nam chúng ta nhé. Thì các bạn chúng ta hãy nhìn ngắm một tí về sông Hiền Lương cũng như là cầu Hiền Lương. Cầu Hiền Lương thì được chia làm đôi, bên bờ Bắc thì là màu xanh, còn bên bờ Nam thì họ sơn bằng màu vàng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xuất phát từ Hiền Lương, chúng ta về thị trấn Cửa Tùng theo đường bờ Hiền, đường D của bờ Hiền Lương nhé. Thì bây giờ chúng ta cùng xuất phát nhé. Chúng ta đang đứng đây là cầu Hiền Lương mới. Chúng ta đang đi đây là cầu Hiền Lương mới nhá. Còn cầu Hiền Lương cũ là ở bên kia nhá. Cầu Hiền Lương mới thì được xây dựng trên quốc lộ 1A nhá. Tuy nhiên thì hiện nay thì lượng xe đi qua cầu này thì đã hạn chế rất là nhiều nhá. Tại vì là 5 năm gần đây thì nhà nước mình có xây dựng thêm đường tránh không cho đi qua khu di tích nữa. Các loại xe tải cũng như là xe khách thì đã được hạn chế và không đi qua cái con đường khu di tích nữa, mà họ chủ yếu là đi trên con đường mới, đường vành đai. Thì chúng ta bắt đầu đi qua cầu Hiền Lương này, chúng ta sẽ đi qua rẽ về đường D và chúng ta về thị trấn Cửa Tùng nhá. Muốn về thị trấn Cửa Tùng thì chúng ta phải đi qua xã Vĩnh Giang, sau đó mới về đến thị trấn Cửa Tùng. Thì bây giờ chúng ta cùng xuất phát, ta xem đường D này có sách đẹp chưa, hay là trước mặt chúng ta đây là nhà trưng bày vĩ tuyến 17 khát vọng và thống nhất. Chúng ta cùng vẽ về đi theo dọc đôi bờ để về thị trấn Cửa Tùng. Đây là đường D của sông Hiền Lương nhé. Ở hai bên bờ sông chúng ta thấy rất là nhiều cây bần nhá. Cây bần này thì mỗi một mùa hoa bần nở thì những người dân ở sống ở đôi bờ Hiền Lương có một món đặc sản cũng rất là nổi tiếng của tỉnh Quảng Trị mình nhá. Đấy là con nuốt ăn với hoa bần rất là ngon. Thì con nuốt này thì nó giống như con gần giống như con sứa biển các bạn ạ, nhưng mà nó nhỏ hơn, nó nhỏ hơn con sứa biển và ăn nó ngon hơn sứa biển nữa. Thì sau này có điều kiện thì mình sẽ giới thiệu cái món nuốt này đến với các bạn nhé. Các bạn thấy phía ngoài sông Lương rất là đẹp, nước trong xanh. Đôi bên bờ thì hiện nay chủ yếu là người dân họ nuôi trồng thủy sản đấy các bạn ạ. Nuôi tôm, nuôi cua, các loại thủy sản. Dòng sông này là chia đôi đất nước các bạn ạ. Năm 1954 đến 1975.
bao nhiêu nỗi đau xảy ra ở trên dòng sông này, đúng không các bạn? Dòng sông chia đôi đất nước. Con đường D này thì cũng được nhà nước mình xây dựng bằng bê tông, đổ bằng bê tông nhé. Còn hai bên bờ sông là hai bên đường D thì bây giờ họ nuôi trồng thủy sản rất là nhiều, nuôi tôm, nuôi cua rất là nhiều nhé. Khúc đầu của mình giới thiệu các bạn về khu di tích ấy, thì toàn bộ khu di tích thì nó nằm ở xã Hiền Thành nhé, của huyện Vĩnh Linh. Còn đang về đến đây thì bắt đầu từ đoạn này thì là địa phận của xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh nhé các bạn nhé. Và khi mà đi qua xã Vĩnh Giang thì mình sẽ về đến thị trấn Cửa Tùng. Sông Hiền Lương là theo góc uốn khúc nha. Chúng ta chỉ đi một đoạn thôi mà tất cả đều có uốn khúc cả, vòng vèo uốn lượn rất là đẹp. Theo mình được biết thì khi mà từ năm 54 đến năm 1975 ấy, thì người dân của những xã mà của huyện Vĩnh Linh ấy, thì đa số là được di tản ra ngoài các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi các tỉnh phía Bắc như Ninh Bình, Nam Định, Nam Hà và nhiều tỉnh ở phía Bắc nữa. Thì cái thời gian đấy thì chỉ có dân quân trực chiến thì mới ở lại quê hương này để chiến đấu, vì để quân thù thôi nhá. Còn người dân và trẻ em thì đều được cho di tản ra các tỉnh phía ngoài để học tập và lao động ở ngoài đấy hết. Sau khi mà giải phóng thì người dân mới được đưa về lại quê hương để xây dựng lại nhá. Hai bên bờ thì phía Nam thì trước đây mình không biết bom đạn như thế nào, nhưng mà ở phía Bắc thì sau khi giải phóng thì chúng ta rất là vất vả, đảng và nhà nước đã rất là vất vả mới cho cải tạo, rồi san ủi lại, rồi rà phá bom mìn,
Cho đến bây giờ thì lượng bom mìn vẫn đang còn phải rà phá hàng năm nha các bạn. Bây giờ thì nó đã ít đi rất nhiều rồi, nhưng mà vẫn còn. Vẫn tiềm tàng những nguy hiểm nhé, bom đạn vẫn đang còn đó. Nó để lại một di chứng hậu quả rất là nghiêm trọng đến cho tận đến bây giờ đó. Trên đôi bờ Hiền Lương này thì có hai bến đò rất là quan trọng trong thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước nhé. Đều nằm ở địa phận của xã Vĩnh Giang, và một bến đò là nằm ở địa phận thị trấn Cửa Tùng nhé. Ở thị trấn Cửa Tùng thì đó là bến đò A, còn ở nằm ở địa phận xã Vĩnh Giang thì đó là bến đò B. Một hồi nữa chúng ta sẽ về và đi ngang qua khu di tích bến đò B nhé. Nơi đây thì ngày xưa thì người dân ở nơi này đã đưa bộ đội và cán bộ của chúng ta qua sông để chiến đấu nhé. Và còn thêm một nhiệm vụ nữa là từ bến đò A và bến đò B ấy, thì nhân dân ta dùng thuyền để tải đạn, lương thực để viện trợ cho đảo Cồn Cỏ, bảo vệ đảo Cồn Cỏ đó nhé. Đây các bạn nhìn xuống sông Hiền Lương rất là đẹp. Có những con thuyền của những người dân bắt cá trên sông. Các bạn đi dọc qua một bên là chúng ta thấy những hồ nuôi tôm và nuôi cua, nuôi trồng thủy sản của người dân bây giờ là rất là nhiều nhé. Người dân nơi đây bây giờ cũng chú trọng làm kinh tế lắm. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều khó khăn. Những năm trước thì đa số là thanh niên thì nếu mà không đi học tập thì cũng đi lao động ở các tỉnh thành ở phía Nam nhé, giống như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Nhưng mà gần đây, 5 năm gần đây thì đa số thanh niên ở tại quê hương này cũng có công ăn việc làm đầy đủ các bạn ạ. Nếu mà họ không chăn nuôi, họ có trình độ thì họ đi làm công nhân may cái bây giờ cũng rất là nhiều nhé. Rất nhiều xí nghiệp, công ty. Rồi họ kinh doanh dịch vụ du lịch. Sau sự cố mà Formosa thì có giảm sút đi một tí, nhưng mà mấy năm gần đây thì đã dần khôi phục lại. Nhưng mà từ Tết đến giờ thì do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến người dân của chúng ta. Thì mong rằng cái dịch bệnh này nó sẽ sớm qua đi để cho người dân có thể là quay lại với cuộc sống bình thường của họ. Đây là cây bần.
ta bắt đầu về đến cái thôn đầu tiên của xã Bình Giang đó, là thôn Tùng Luật nhé. Đây là một trong những cái thôn mà đáng sống nhất của Việt Nam đấy các bạn, rất là đẹp nha. Ra thì hai bên đường D này thì rất ít người đi lại nhé. Cái trục đường này không phải là trục đường chính, đây chỉ là đường D thôi, nên là ít người đi lại lắm. Trục đường chính của nó là đường 70, đi từ xã Vĩnh Thành về cửa Tùng thì rất là gần nhé, và đường đi rất là nhanh. Đi đường D này thì khó đi hơn. Đây đường D thì cũng rất là ít người đi, cỏ hai mọc hai bên rất là nhiều. Nhìn thấy xa xa kia là thôn Tùng Luật nha, dừa rất là nhiều nha. Người dân ở nơi đây họ rất chú trọng đến việc xây dựng cảnh quan của nơi mình sinh sống nha. Tất cả các nhà thì hàng rào của các nhà thì được trồng một cái loại cây cắt tỉa rất là đẹp. Còn trên đường thôn á của họ thì họ trồng cây với trồng hoa rất là đẹp. Tí nữa chúng ta chỉ đi qua một phần, chúng ta thấy là họ có hàng dừa, họ có ghế đá để cho những buổi chiều mọi người ra đấy tập thể dục. Rồi vui chơi nói chuyện nhau. Ra đấy rất là thích. Ta về đến đây là chúng ta gần đến khu di tích Bến Đò B. Nó chỉ là một cái khu di tích mà được làm rất là bình thường, nhỏ thôi, nhưng mà được công nhận là khu di tích cấp quốc gia. Đây các bạn, đây là thôn Tùng Luật, rất là đẹp nha. Các bạn thấy hàng dừa này đấy, hai bên họ trồng hàng dừa này, hoa này, cây này. Các bạn thấy một cái thôn có thể đáng sống không? Mình chỉ giới thiệu qua một chút thôi đấy. Có các ghế đá cho mọi người ngồi ngắm cảnh buổi chiều, buổi sáng bên dòng sông thơ mộng này. Đây là mình đang đi ở ngoài đường vành đai chứ không phải đi vào trung tâm của thôn nhé. Vào trung tâm thì rất là đẹp, đây là đường vành đai thôi. Cái khu này thì họ làm để họ tập thể dục buổi sáng buổi tối, nhìn ra biển thì nhìn ra sông thì mát lắm. Ta có thể nhìn thấy cái trụ đó là cột đó là họ làm để cho tàu thuyền vào neo đậu đó. Đây, xin giới thiệu các bạn, đây là
khu di tích bến Đò B rất nhỏ nhỉ. Được coi là khu di tích cấp quốc gia. Từ bến Đò B này thì lượng hàng hóa được đưa ra để bảo vệ đảo Cồn Cỏ. Còn chúng ta bắt đầu đi vào đây là khu vực bên đây là khu công nghiệp thị trấn Cửa Tùng. Chúng ta đã về khu công nghiệp thị trấn Cửa Tùng. Bên này là khu công nghiệp thị trấn Cửa Tùng. Chúng ta có thể nhìn thấy đó. Đây thì có rất nhiều nhà máy xí nghiệp đã xây dựng và đang xây dựng. Rồi chúng ta tiếp tục đi dọc theo bờ đê Hiền Lương để về thị trấn Cửa Tùng. Thì đoạn này là gần như là đoạn cuối rồi các bạn. Đây là ra đến biển rồi các bạn. Các bạn nhìn xa là cầu Cửa Tùng. Đây là đoạn cuối cùng của con đường đê từ khu di tích quốc gia đối bờ Hiền Lương về đến thị trấn Cửa Tùng. Đang ra biển thì bên sông thì nước sông càng rất là đẹp, nhất là vào buổi chiều vào sáng và chiều nước rất là trong xanh và đẹp. Chúng ta đang đi đến điểm cuối cùng, đó là cầu Cửa Tùng, là cuối cùng của đoạn cuối cùng của sông Hiền Lương ra với biển. Thì các bạn theo dõi kênh của mình thì các bạn nhớ cho mình một share, một like, một cái đăng ký kênh nhé, để mình có những cái động lực để cùng làm tiếp cái những video tiếp theo cho nó hay hơn. Xin cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ cùng đi tiếp đến đoạn cuối nhé. Biển này